Việc kinh doanh rất đơn giản, chỉ cần bạn có vốn, có đam mê, có chút kinh nghiệm cùng năng lực thì đã có thể kinh doanh lĩnh vực mà mình yêu thích. Vậy kinh doanh nhỏ lẻ và kinh doanh dưới hình thức công ty có những gì khác nhau? Và thành lập một công ty có những lợi ích gì? Có những lý do sau để bạn đưa ra quyết định thành lập công ty. Thứ nhất, khi đăng ký thành lập công ty, tức là bạn hoạt động dưới quy định và sự bảo vệ của pháp luật. Công ty bạn sẽ có con dấu riêng, ký kết được những hợp đồng mua bán, khiến cho việc mua bán đảm bảo hơn về mặt pháp lý. Thứ hai, đảm bảo uy tín với khách hàng và đối tác, khách hàng yên tâm hơn khi giao dịch với công ty của bạn. Thứ ba, khi mở công ty, thương hiệu, sản phẩm cũng như là doanh nghiệp của bạn sẽ được pháp luật bảo vệ. Bạn dễ dàng quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp mình, thương hiệu kinh doanh rộng rãi hơn. Doanh nghiệp khác không có quyền lấy thương hiệu của bạn để tiến hành kinh doanh. Thứ tư, được nhà nước hỗ trợ vay vốn ngân hàng sau khi đi vào hoạt động và nhiều ưu đãi về thuế khi doanh nghiệp mới thành lập. Thứ năm, bạn chứng thực được hoạt động kinh doanh. Bạn có tư cách pháp nhân trước pháp luật và được sử dụng hóa đơn tài chính và các hóa đơn chứng từ khác như hóa đơn điện tử, hóa đơn bán lẻ. Thứ sáu, bạn có thể phát hành cổ phiếu và nhiều loại chứng khoán khác để huy động vốn cho công ty. Thứ bảy, công ty tạo nguồn lao động và tạo việc làm cho xã hội. Đó là bạn đang đóng góp cho xã hội. Thứ tám, bạn có thể quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc thu chi một cách dễ dàng và thuận lợi hơn là hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Và ngoài ra, lý do cuối cùng về việc tại sao phải thành lập công ty, đó là một công ty giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê kinh doanh, trở thành một ông chủ, một giám đốc chính hiệu. Về quy trình đăng ký thành lập công ty của ACC, chúng tôi luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải, báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC hay không, khảo sát thực tế cơ sở kinh doanh và tư vấn để set up theo đúng quy định và quy trình một chiều về đăng ký kinh doanh. Đây là một bước vô cùng quan trọng để cho cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi kinh doanh dù có bất kỳ đoàn kiểm tra nào của cơ quan nhà nước. Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ cho chúng tôi. Các hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Để kinh doanh, bán hàng, sản xuất thì doanh nghiệp còn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh, như vậy mới thực hiện được mục đích kinh doanh của mình. Trường hợp công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu về điều kiện thì không cần đáp ứng điều kiện mà có thể tiến hành kinh doanh ngay sau khi có giấy phép. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về điều kiện thì sẽ cần đáp ứng những điều kiện về vốn, về chứng chỉ hành nghề, về giấy phép thì mới có thể tiến hành kinh doanh. Ví dụ như bạn muốn mở một công ty luật thì trước hết bạn phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao thẻ luật sư. Về địa chỉ đặt công ty, có địa chỉ công ty mới có thể tiến hành đăng ký kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị địa chỉ đặt công ty đúng, cụ thể, nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Lưu ý không được sử dụng địa chỉ giả, cấm đặt địa chỉ công ty tại khu chung cư, khu tập thể hoặc khu vực cấm làm địa chỉ kinh doanh. Về chọn loại hình doanh nghiệp, công ty còn có loại hình doanh nghiệp phù hợp, như vậy thì mới thuận lợi thành lập và đi vào hoạt động. Doanh nghiệp còn căn cứ vào số lượng thành viên góp vốn, điều kiện hoạt động kinh doanh hoặc mong muốn của doanh nghiệp để lựa chọn loại hình phù hợp. Hiện nay, doanh nghiệp có thể chọn một trong số các loại hình sau để tiến hành đăng ký kinh doanh, như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Mỗi loại hình có những ưu điểm và hạn chế riêng. Về vốn, muốn thành lập công ty thì chắc chắn doanh nghiệp phải chuẩn bị vốn. Mức vốn có thể tùy vào khả năng tài chính hoặc theo quy định ngành nghề về vốn tối thiểu. Ngoài ra, khi mở công ty thì doanh nghiệp phải thực hiện kê khai số vốn điều lệ. Số vốn đó có trường hợp cần chứng minh, có trường hợp lại không, bởi vì hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về mức vốn tối đa hay tối thiểu mà doanh nghiệp cần phải kê khai khi đăng ký kinh doanh. Tức là doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ từ vài triệu đồng cho đến vài tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh nghiệp còn phải lưu ý với trường hợp đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về vốn, mà cụ thể là vốn pháp định thì phải kê khai vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc hơn số vốn pháp định đã được quy định. Về người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, phải chọn người đại diện theo pháp luật đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng thực hiện tốt trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. Có thể cho chủ tịch hoặc giám đốc làm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật có thể được thay đổi sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Nên nếu chưa hài lòng, doanh nghiệp có thể làm thủ tục thay đổi người đại diện. Về tên của công ty, tên công ty phải đầy đủ cấu trúc gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên riêng bao gồm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ F, J, Z, W, các chữ số và ký hiệu. Doanh nghiệp cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu thiếu văn hóa trong tên, cấm dùng tên cơ quan quản lý nhà nước để đặt tên cho doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp không được đặt tên công ty giống với các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đó. Để tránh trùng lập tên, bạn nên tra cứu kỹ lưỡng trước khi tiến hành đăng ký tên cho công ty. Sau khi nhận đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh còn lại, nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng, hỗ trợ tư vấn miễn phí sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.